Hello everyone, now open your book on page 71. Ta pon pon ឥឡូវយើងបន្តមេរៀនជាងទៀត. Number 3, read quickly. ចូលអានឲ្យលះ. Which is Carol's family? តើមួយណាជាគ្រួសាររបស់ Carol? Which is Paula's family? តើមួយណាជាគ្រួសាររបស់ Paula? តើឥឡូវដើម្បីដឹងថាអត្ថបទ2ហ្នឹងមួយណាជាគ្រួសាររបស់ Paula និង Carol, អញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនឥឡូវយើងសិក្សាអត្ថបទ Hi, my name is Carol. សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Carol. I'm from Canada. ខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដា. I live with my younger brothers, my mom and my dad. ខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ,ម៉ាក់របស់ខ្ញុំ,ប៉ារបស់ខ្ញុំ. My younger brother's name is Joe. ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Joe.We often watch TV together after school. ជាញឹកញាប់ពួកយើងមើលទូរទស្សន៍ជាមួយគ្នាក្រោយពីរៀនរួច. Sometimes we fight. ពេលខ្លះពួកយើងឈ្លោះគ្នា. Because I don't like cartoon network. ពីព្រោះតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តតុក្កតាតាមអ៊ីនធឺណិត. He loves cartoon network. គាត់ចូលចិត្តតុក្កតាតាមអ៊ីនធឺណិត.He watches cartoon networks all the time. គាត់មើលតុក្កតាតាមអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ពេល. I always make my bed. ជាញឹកញាប់ខ្ញុំរៀបចំកន្លែងគេងរបស់ខ្ញុំ. Joe never makes his bed. Joe មិនដែលរៀបចំកន្លែងគេងរបស់គាត់ទេ. Sometimes I feel sad. ពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកសៅ. Because I have only one brother.ពីព្រោះតែខ្ញុំមានប្អូនប្រុសតែម្នាក់គត់ We often do things together ពួកយើងតែងតែធ្វើអ្វីៗជាមួយគ្នា But sometimes he is really naughty ប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់គឺរពឹស He is the naughtiest brother I know គាត់គឺជាក្មេងរពឹសខ្ញុំដឹងតោះបងប្អូនឥឡូវយើងបានសិក្សាអត្ថបទរបស់យើងហើយឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យគន្លឹះរបស់យើង fight ប្រែថាប្រយុទ្ធឈ្នោះគ្នាឬវាយគ្នា cartoon network ប្រែថាតុក្កតាតាមអ៊ីនធឺណិតតាមវេបសាយ make the bed ប្រែថារៀបចំក្រែទុកដាក់ភួយមុងកន្លែងគេង all the time គ្រប់ពេលវេលា set ប្រែតាំងតាំងឬសោកសៅតើឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលអត្ថបទមួយទៀតតើបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តអត្ថបទមួយទៀត Hi my name is Paula សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Paula I'm from Cambodiaខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា I live in a big house ខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះធំមួយ A lot of people live in our house មានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅផ្ទះរបស់យើង My mom ម៉ាក់របស់ខ្ញុំ My dad ប៉ារបស់ខ្ញុំ My fathers បងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ My two sisters បងប្អូនស្រីពីរនាក់របស់ខ្ញុំ Grandpa តាand grandma ហើយនឹងយាយ and my three cousins ហើយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយ3នាក់ទៀត Wow 11 people live in my house Wow មានគ្នា11នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ I help my mom do the washing up ខ្ញុំជួយលាងចានម្ដាយរបស់ខ្ញុំ and my two sistershave with the laundry ហើយបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំពីរនាក់ទៀតជួយបោកគក់ we do the laundry every day ពួកយើងធ្វើការបោកគក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ look at our house ចូលកន្លែងទៅមើលផ្ទះរបស់ពួកយើង it's a mess វាគឺរញ៉េរញ៉ៃ but we have fun tooប៉ុន្តែពួកយើងសប្បាយរីករាយផងដែរ My cousins and I often go swimming in the river បងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំ
tay tay từ ngụt tức nơi khăn tuần lì mùi. I'm the faster swimmer. Khi nhóm cứ chia nẹ hai tức đo lươn mà nẹ. Then we ran home. Và tọa mốc bụi dương rốt từ bụi tẹ. My youngest sister is the slowest runner. Và ông sợi bơ rồi bọc nhóm cứ chia nẹ rốt dứt bọn phật. She's only six. Nhiêng tớp tay ở dụ bà mùi chân ám tay bà nọ. Tập phần phần là lấy dương cái lấy từ mưu bịa con lưu rồi bỏ dương. Mess, 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 prai thá rồi nhé rồi nhảy. Swimmer, 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 nẹ hai tật. Slow, slow, prai thá dịt. Ta lấy dương bà to từ mì riêng dương tiết. Tập phần phần là lấy dương bà to mì riêng dương tiết. À lấy dương bàn squall hỏi. À lấy phần phần mưu number 4. Yes or no? Cái áo dương chất lao như xung nua tiếng bờ xung nua nè. Rồi bọn bọn mơ. Number 1. Is Carol from Cambodia? Ta Carol còn mơ bì bụt tê Campuchia rứ? Chấm lao. No. She isn't. Number 2. Is she sometimes sad? Ta bì khá niên sao xa rứ? Chấm lao. Yeah, she is. Number 3. Does she like cartoon network? Chấm lại. No, she doesn't. Number 4. Does Paula live in a small house? Chấm lại. No, she doesn't. Number 5. Does Paula have his mom? Chấm lại. Yes, she does. Number 6. Is Paula a fast swimmer? Chấm lại. Yes. He is. Number 7. Do you have your mom? Chấm lại. Yes, I do. Ta lấy bọn bọn lấy mưa number 5. Remember your family's tree. Châu chong chạm nơi mấy thiêng nơi cửa xa rồi bọn nè. Use it. Draw your aunt, uncle, grandpa, grandma and cousins. Kể tha châu pra vía. Cho cụ nữ mình rồi bỏ nét, ông rồi bỏ nét, bu rồi bỏ nét, ta, dí, hay nâng bọn bọn chữ đồn mùi rồi bỏ nét. Chẳng bọn bọn ai cụ bàn tế, à lời ní bọn bọn cụ xả lời bọn mơ. À lời chân lên mơ nằm bờ xịt. Now answer these questions about your family. Cho cháu nơi xung nua tiếng ní, ông bị cụ xả lời bọn nét. Chẳng bọn bọn... cho lòng bị khía xung nua tiếng bản nét. Hãy chào ông bị cửa xa rồi bỏ bọn bọn tòa. À lời bọn bọn mưa. Who's the tallest in your family? My dad is the tallest in family. Who's the smartest in your family? The young sister is the smartest in family. Who's the prettiest in your family? My mom is the prettiest in my family. Who's the laziest in your family? My brother is the laziest in family. Who's the naughtiest in your family? My brother is the laziest in family. Ta lỡ bọn bọn cái lệnh mưa number 7. Guessing game. Ask your friend's question. Can they guess your answer? Anh ấy kia ai lên game. Chẳng hạn như game thì là dừng over, dừng bắt to từ tầm poi, dừng bắt toạp tiệt. Tập bọn bọn là lấy dừng bắt to mì riêng dừng tiết, bà nơi tầm poi thì chất sắp bí. Number 1. Look, it's the monster family. Chỗ cái lấy mờ, cru xa ra bó monster, monster nóng bài thám mà nụ chậm lại. Rứ, bây xa chả năng, monster. Dân bọn bọn mưa mấy thiêng này cửa xa quạt. Yes or no? Cái áo dân chào yes or no? Number 1. Betsy is Pam's mom. Cái thật Betsy cứ chia mặt đá ở đó bó Pam. Nó Betsy này. Betsy hay ní Pam. Dân Betsy chia mặt đá ở đó bó Pam. Dân dân chào thá yes. Number 2. Do is Bimbi's grandpa? Cái thật đủ cứ chia ta rồi bó bìm bì. Nó đủ này đủ.
chia ta bóng này bèm bì chẳng vốn chạy thay dạ tiền. Number 3, Snacky is Pam Uncle. Cái thật Snacky cứ chia ông, cứ chia ông prao rồi bọc Pam dân dừng rơ mới nạp Snacky. Này Snacky ồ, khó hỏi Snacky ní sợi ta mình chỉ prao hề chẳng chẳng lao ní cứ đã thật ăn khó chia mía ở bụng mía chẳng dừng đã thật nầu bà sân chỉ kia đã thật ăn 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 thờ ta ní cứ đã ăn khó chẳng dừng đã nầu. Number 4, Andy is Pam's father. Andy cứ chia bong prao rồi bọc Pam. Ina Andy ni Andy bong prao rồi bọc Pam trên khóc chấm lái no Andy ni cứ chia mật phe rồi bọc Pam. Number 5, Pam and Babies are cousin. Pam hay nâng bí cứ chia bong pha ôn chữ đồn mùi. Yes. Number 6, Tim is Andy's father. Cái ta Tim cứ chia ở bốc rồi bó Andy in a Tim. Này Tim chia ở bốc rồi bó Andy nè chẳng. Yes. Number 2, listen to your partner. Write what he she says. Châu sẽ đáp từ đại cú rồi bó nè. Châu sẽ say nào với đại quát nè gì chẳng anh ấy kia student a student chứ ta lấy dương over dương bắt to từ tầm po bắt to tiền ta bằng pao nó lấy dương bắt to mi riêng dương tiết tầm po thì chặt sập bay. Number 3, scenes of an animals cho kết âm pi sản mùi works in your group thuê ca chỉ cầm then presents to the class bắt to mốc bằng hang từ mất rùm thanh. Which group has got the strongest animals? Ta krom mùi nà đã miễn sát khlang chừng kì. Nhưng bọn bọn mưu này tam krom. Ta krom mùi nà đã miễn sát khlang chừng kì tam krom viên ý. Krom mà krom krom ní. Ta lấy dừng mưu khẳng krom ní. Congratulations! You finished Unit 11 thick. The thing you can do. À lấy bọn bọn mưu cả lại ní. Ta bọn anh thuê bàn khá. I can talk about my family. Ta bọn anh dạy bàn thế bữa anh bán chính thị. I can draw my family tree. Bọn anh cú mấy thiên cửa xa bàn thế. Bởi đây dừng riêng chọm dẫn anh bàn. I can compare three or more people and things. Chẳng dừng anh bị thiệp vì mình nô được có vật thổ chạp bị bây nhạc bàn lang tới chẳng những thị tiện. I can describe myself and my friends. Khi ai bị bỏ ra nhiệm bị khuôn khi nhóm hay nâng mật phẹ ra bỏ khi nhóm chẳng thị tiện. Ta lấy dương bàn bà chọp mì riêng dương trầm này háo dương chạm chụp nên ở video cao tiện chẳng dương sẽ lấy video dương bà này xanh.